Eu morro. Quýnh à? Không, đây mua. Chuẩn bị quần áo đầy đủ đây. Đầu anh đi khóc thời gian dễ mặt rồi. Đã mặt nha. Đã làm được cái gì? Mẹ làm cái gì? Em ăn chưa thì uống miếng hả? Đem đi. Uống cho mát chứ làm gì? Mua hay không thì bảo. Mất tiền đi, dễ chạm đi. Cho em nói là lần nữa không có chạm mặt. Anh được ép kìa, sâu kìa. Rồi đi. Rồi. Buồn ghê. Chuẩn bị đồ 5 phút đi. Bây giờ phần quá đầu màn. Nhà có đứa đi mà. Từ đó này chị ăn miếng nào luôn. Mẹ Cái
rồi, mơ đi. Cái gì? Đi qua nào. Quen nào. Đi bé. Đến đâu phải này. Chẳng có đứa bé không? Không. Mình cũng mất tiền, mất ngay khi đến nhà chưa? Kìa. Trời ơi. Trời đất ơi. Trời bò đấy. Cái nó 17.000 đen rồi nè. Tao không có 17.000. Ý kiến. Nhận gấu không?